Xin chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp và đấy, DVH thì quyết định là mang mấy con loa trầm này ra ngoài cái công viên. Đây là công viên ở gần nhà mình và quay clip cho các bạn. Thì những cái sản phẩm của loa trầm này thì DVH thì đã bán cách đây 2-3 năm rồi, bán rất là nhiều. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì có vẻ như video nó đang chìm xuống và mình quyết định là mình làm lại video cho nó mới mẻ hơn để nhắc lại cho quý khán giả của kênh là bên mình vẫn cung cấp các cái sản phẩm này và rất là nhiều luôn, bán rất là nhiều kinh khủng luôn chứ không phải bán ít đâu. Đấy, như cái năm 2017 một năm phải bán được mấy trăm con loa trầm này luôn, nhưng mà chẳng hiểu tại sao sang 2019 thì chắc là khán giả đã quên mất là mình vẫn bán cái mấy cái loa trầm này hay sao ấy, rất ít người hỏi. Quyết định làm lại cho nó mới mẻ video. Và trước mắt các bạn là một chiếc loa trầm model là hiệu JBL, model là A835 235 25A, và có một cái, đây là mặt trước của nó nhá, mặt trước này có logo của JBL này và cái lỗ thông hơi. Cái này thì nó có một cái đề can, đây cái đề can này để nó dán nó bảo vệ. Cái này thì chúng ta có thể xé ra thì nhìn nó sẽ trắng, tuy nhiên là hàng mới thì mình sẽ không xé ra, mình dán vào thì các bạn nhìn cái mặt này thì nó hơi mờ một chút, nhưng mà xé ra thì nó sẽ trắng tinh. Ok, và hai bên hông màu vân gỗ các bạn nhá, hai bên hông màu vân gỗ rất là đẹp. Hai bên hông màu vân gỗ này và mặt trước, mặt trên, mặt sau thì là màu đen. Hai bên hông. Con này thì mình bán được rất là nhiều, cũng nhiều bác quý khán giả cũng thích cái model này. Nó là sụp điện 330 và đây là cái mạch công suất của nó phía sau. Mạch công suất của nó phía sau tản nhiệt nhôm màu đen này. Tản nhiệt nhôm màu đen, và con này thì công suất là 270W. Công suất là 270W và chạy điện 220V các bạn nhé. Chạy điện 220V. Và ở trên kênh của mình đã có rất là nhiều các cái clip và mình test thử cái loa trầm này rồi, nên là hôm nay thì mình ra công viên ngoài này thì nó không có điện, và nói thật với các bạn là chỉ gọi là ra đây cho nó mát mẻ thôi và lấy cái không gian mới mẻ để quay clip cho các bạn xem, nhìn cho nó mát mát thôi, chứ ngoài này thì không có điện, không thể nào mà test thử cho các bạn được. Chỉ giới thiệu với các bạn vậy thôi. Các bạn mà muốn xem các cái clip mình test thử ấy, thì xem ở trên kênh của mình có rất là nhiều nhá. Đây là cái mặt đáy của nó. Đây là một cái loa bass, một cái loa bass là đường kính 30 cm. Các bạn trong máy quay nhìn có rõ không? Đây là loa bass, cái mặt dưới của nó này. Con này thì là dân mút bass đó. Đấy, bass. Đối với những cái dòng loa mà súp bánh gầm, như này thì cái mặt lợi của nó là nó sẽ chơi tốt ở trong những cái khu vực không gian nhỏ, ví dụ như những cái phòng mà tầm độ 25-27m² trở xuống thì chơi cái loại này thì sẽ rất là hợp lý, và nó sẽ không gây cái cảm giác tức ngực, không gây cái cảm giác tức ngực cho người nghe các bạn nhé. Tại vì cái sóng âm ấy, cái sóng âm từ cái loa bass ấy, nó khi cái loa bass nó dao động nó sinh ra một cái áp lực trong không khí ấy, thì là nó đẩy xuống mặt đất. Và đây các bạn này, không các bạn phải biết là đối với những cái loa trầm bass đánh mặt ấy, thì cái chân của nó sẽ rất là ngắn, còn đối với cái loa trầm ủ đất thì cái chân của nó sẽ dài, để nó sẽ để cái khe, để một cái khoảng nó khá là cao giữa cái thùng loa và cái mặt đất, để cho cái áp lực không khí sinh ra từ cái màng loa thì nó sẽ lan tỏa ở dưới cái sàn nhà và nó sẽ lan tỏa ra, thì các bạn nghe sẽ không bị cái cảm giác tức ngực các bạn nhé. Còn đối với những bạn mà thích dùng ở cho những cái không gian lớn ấy, thì các bạn có thể sử dụng các loa trầm ví dụ như B3 này, BV kép này, hoặc là JBL. JBL thì nó có cái mã là 120p ấy. Là cái bass nó sẽ đặt ở mặt trước này thì nó đánh thẳng ra, cái bass nó sẽ đẩy thẳng ra ngoài thì mình nghe nó sẽ cảm giác nó mạnh hơn, nghe nó sẽ lực hơn là những cái dòng trầm ủ đất này các bạn nhé. Trầm ủ đất này thì đánh sẽ không thể nào mà lực bằng cái trầm đánh mặt ngang được. Nhưng tuy nhiên thì mỗi thằng có một cái điểm mạnh, một cái lợi thế của nó thì nó sẽ chơi tốt ở trong không gian nhỏ, để ra không gian lớn thì nó sẽ thua với cái thằng bass mặt kia. Nó tuy nhiên là không gian nhỏ thì mình nghe nó sẽ rất là êm, tại vì loa nó đánh xuống mặt đất, nó đánh xuống sàn nhà và nó sẽ lan tỏa ra cái cả không gian thì mình nghe nó sẽ rất là êm và nó sẽ không bị tức. Đấy là cái điểm mạnh của nó. Thì bên mình đang cung cấp cái sản phẩm này với mức giá là 1.990.000 và bao ship tới tận nơi trên toàn quốc. Thì dù các bạn có ở nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam này, dù biên cương hay hải đảo, chỉ cần các bạn thực sự có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với DVH để dinh về cho gia đình của mình một cái sản phẩm khá là chất lượng, hàng mới nguyên hộp và bảo hành 1 năm. Cái hộp của nó thì mình bóc ra mình xa xa rồi, mình quay một cái kia. Đấy, hộp của chữ DVH, hàng mới nguyên hộp, bảo hành 1 năm và ship tận nơi trên toàn quốc các bạn nha.
dù có ở nơi đâu, chỉ cần thực sự có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp mình đi với hát thì mình sẽ gửi hàng tận nơi cho các bạn. Rồi, clip này thì mình xin phép mình sẽ dừng lại tại đây. Và các bạn muốn theo dõi các cái clip mà mình test thử cái khả năng vận hành của loa trầm này thì hãy theo dõi trên kênh của mình nhé. Mình đã làm rất là nhiều clip mình test thử cái loa trầm này rồi, và cả clip cũng rất đấu nối nữa. Các bạn cứ theo dõi qua kênh của mình. Ở ngoài này thì không có điện nên là không thể nào mà test thử cho các bạn xem được. Clip này thì chỉ mang cái tính chất gọi là giới thiệu vậy thôi. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Và xin kính chúc toàn thể quý vị khán giả yêu quý của kênh một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là tốt lành bên người thân và gia đình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.